Không biết là cô ta có vượt qua được không nữa. Có phản ứng, sốt cao. Cũng may là mình có đủ thuốc, hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại. Cô không ghét Mỹ Kỳ sao? Cô ta chỉ là một con ngựa non háo đá. Tôi chỉ thấy thương hại và tội nghiệp cô ấy thôi. Vậy thì không coi cổ là tình địch à? Nếu yêu cùng một người đàn ông thì mới gọi là tình địch. Nhìn tôi có giống người đang yêu không? Nhìn cô không giống như người phụ nữ đã chai sạn rồi. Điều gì khiến cho cô trở nên lãnh cảm với đàn ông? Đơn giản là tôi không tin vào tình yêu. Những cái thứ cảm xúc đó khiến cho con người ta lệ thuộc. Em tỉnh rồi hả? Em thấy sao rồi? Thấy trong người sao? Em chết chưa anh? Diêm Vương chê cô rồi. Rất tiếc là cô còn nợ Trần Gian. Em đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi đó. Em bị thương hả? Em bị một viên đạn găm vào bả vai. Cũng may là Chiêu Dương đã lấy đạn ra cho em. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Cô ấy đã tỉnh lại chưa? Cô tỉnh rồi. À, anh có nước sôi không? Cho tôi một chút đi. Ừ. Tôi pha sữa cho cô uống. Có. Vậy để tôi ra ngoài lấy. À, còn hai người á, tranh thủ ăn gì đi. Cảm ơn. Thôi, tôi đói rồi, tôi ra ăn trước nha. Mọi người rất lo cho em. Chiêu Dương thức trắng đêm để canh chừng em đó. Tại sao cô ta lại làm như vậy? Không phải cô ta ghét em hay sao? Chiêu Dương không chấp em đâu. Trong mắt cô cổ, em chỉ là ngựa non thôi. Cô ấy nghĩ gì em cũng mặc kệ, em không quan tâm. Cố chấp ngu muội. Alo, tôi nghe. Báo cáo công việc đi. Chúng tôi đã đồng đội với tụi Cam. Một người chết và một người bị thương. Một người chết và một người bị thương à? Người chết thuộc nhóm bên Lào, còn người bị thương nặng là Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ bị thương nặng? Là tôi đây. Mỹ Kỳ bị thương nặng, có nguy hiểm tới tính mạng không? Cô ấy vừa tỉnh lại, Chiêu Dương đã gấp viên đạn rồi. Hy vọng là ổn. Chiêu Dương có bị gì không? Dạ, cô ấy chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Nếu thiếu thuốc men, cho người qua thị trấn biên giới Lào mua nghe. Tôi muốn tất cả mọi người về Việt Nam bình an vô sự. Tôi biết rồi, lão Bàng. Cậu nói chuyện với Trần Nam. Ngày mai bọn lính tuyển dụng sẽ tới. Cậu cùng với vài người nòng cốt huấn luyện cho họ. Nếu cảm thấy vô dụng thì loại cho tôi. Dạ, tôi biết rồi. Ông còn chỉ thị nào nữa không? Hàng sẽ về trong tuần tới. Tổ chức tiếp nhận, coi chừng bị cướp hàng. Ok ông, nếu như vận chuyển về Việt Nam, tôi cần nhóm bên này hỗ trợ. Địa điểm đón hàng tôi sẽ báo cho ông sau. Tôi đã chuẩn bị lực lượng, cậu yên tâm. Nếu chúng ta có thể mua được công thức của loại hàng đặc biệt nước vui vẻ, chúng ta sẽ tổ chức sản xuất hàng loạt. Không cần phải lấy hàng ở khu tam giác vàng về, quá nguy hiểm. Tôi đồng ý với anh, nhưng việc mua lại công thức của bọn châu Âu không hề đơn giản. Trước mắt chúng ta cần phải tự sản xuất với những nguồn nguyên liệu thô nhập được, và vẫn phải nhập hàng từ tam giác về. Tôi đã móc nối được một quan chức cao cấp trong cục phòng chống ma túy. Tên này rất hám gái. Chỉ cần nắm được điểm yếu của mỗi người, cho dù người đó có là ai, có chức có quyền, hay là kẻ chơi ngông,
chúng ta đều có thể hạ gục ngay. Dịch vụ hành lang cho cuộc gặp mặt này tiêu tốn không ít tiền, nhưng theo tôi nghĩ rất đáng cho chúng ta mạo hiểm, nếu như mà ông chủ muốn chơi lớn. Tôi tin ông, cứ sắp xếp một cuộc hẹn, tôi sẽ có quà khủng cho ông ta. Mickey, hey, Mickey. Đứng còn không vững mà còn đòi đi cái gì trời. Cô đừng có cười cợt tôi như vậy. Tôi vẫn đủ sức làm việc cho lão bà. Em nhìn em đi, hả? Làm ơn, ở nhà cho anh nhờ. Hôm nay ra ngoài kia, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em phải để cho anh tỉnh táo, xử lý công việc, có được không? Ý anh là em làm phiền anh hả? Là em vô dụng, cản trở công việc của anh sao? Em nhìn em đi, hả? Đứng còn không vững nữa, đúng chuyện, sức đâu mà bắn súng. Bây giờ cô vẫn còn bị thương, đừng cố thể hiện, còn nhiều dịp để chứng tỏ với lão bàng mà. Cô Mickey, cô thiệt là quá đáng. Cô lợi dụng lúc tôi bị thương để hạ nhục tôi hả? Nè, cái này là tự cô suy diễn, chứ ý tôi không phải vậy nha. Mickey, cô xong chưa? Đi thôi. Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh đi nha bé cưng. Mỹ Kỳ, em nghe nói nè. Mỹ Kỳ à, em nghe nói nè, chuyện quan trọng bây giờ em phải giữ được mạng quay trở về, đừng để ý lời nói của người khác. Anh đi á. Anh. Gì? Anh nhớ cẩn thận. Xuất phát thôi. Địa điểm mình hẹn gặp là trung lập, cách xa lán trại tầm 5 cây số, đường núi đầy hiểm trở, phải tranh thủ đi nhanh. Cầm tay anh để đón anh nâng tay.